Xin chào tất cả mọi người. Nếu như quý khách hàng nào đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình một chiếc tủ tivi nhưng mà đang băn khoăn không biết là sử dụng dòng gỗ nào thì phù hợp, hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người ba chất liệu để làm nên tủ tivi của Sơn Đông. Mời mọi người theo chân em nhé. Top 1 chúng ta không thể bỏ qua đó chính là dòng gỗ cẩm lai này đây mọi người, được nổi tiếng bởi những đường vân rất là nhiều đẹp nè, và màu gỗ tự nhiên vàng với sẽ mang lại sự sang trọng cho gia chủ nhà mình. Tính chất của gỗ thì rất là cứng, chắc, nặng. Chúng ta có thể sử dụng cả trăm năm mà không hề hư hao gì luôn ấy mọi người. Đây, và bên cạnh đây là một chiếc tủ chạm tứ linh với chiều ngang là 2m4. Phần bên dưới thì được thiết kế rất là nhiều học và cái phần không gian bên trong là được tận dụng tối đa tới 90% luôn. Chúng ta có thể thoải mái đựng những món đồ mà mình không muốn phô ra ngoài để cho không gian phòng khách thêm gọn gàng hơn. Và phần phía trên là được thiết kế một mặt phẳng liền nè mọi người, chúng ta có thể đựng một chiếc tủ tivi với diện tích khá là rộng rãi. Đây, chạm rất là nhiều. Với những hình ảnh tứ linh thì sẽ mang lại ý nghĩa phong thủy cực kỳ tốt cho gia chủ luôn. Và tiếp theo sẽ là dòng gỗ gì? Mời mọi người theo em. Và top 2 vân nhiều ở đây thì chúng ta sẽ nói đến đó là dòng gỗ hương đá. Với những đường vân nhuyễn và màu ánh hồng sẽ toát lên một vẻ rất là khác biệt khi chúng ta để vào không gian. Và chiếc tủ này đây thì được làm với kích thước chiều ngang là 2m2. Phần bên dưới thì chạm hoa hồng, vì thế mà sẽ rất là thích hợp với những không gian phòng khách theo phong cách đó chính là cổ điển nha mọi người. Hoa hồng thì chúng ta biết rồi, rất là nổi tiếng ở phương Tây luôn. Diện tích phần bên dưới cũng vậy, đã được những người thợ cân chỉnh rất là kỹ lưỡng. Và riêng cái phần mặt trên này thì được lựa chọn từ một tấm gỗ bên phần ván giữa nè mọi người. Đây, chúng ta có thể thấy là đây là một miếng gỗ rất là đẹp, vân veo thì khỏi phải bàn luôn. Và top 3 đó chính là dòng gỗ gõ đỏ. Đây là dòng gỗ sử dụng rất là thông dụng hiện nay luôn, và có thể nói là dòng gỗ quốc dân nha mọi người. Với giá thành thì vô cùng bình ổn ở ngoài thị trường hiện nay. Và một điều đặc biệt đó chính là gỗ gõ đỏ thì những thớ gỗ rất là to, chúng ta có thể làm phần mặt tivi liền tấm và chạm thủng rất là ok luôn. Và bên Sơn Đông thì hiện tại những cái mẫu tủ làm gõ đỏ thì sẽ có giác vàng như thế này nè mọi người, hoặc là sơn trắng như em để ở trên màn hình. Hiện tại thì có rất là nhiều kích cỡ cho quý khách hàng lựa chọn, từ 1m6, 1m8, 2m, 2m2 và 2m4. Với những phong cách rất là đa dạng, nào là truyền thống, cổ điển, tân cổ điển và hiện đại. Từ những mẫu tủ tivi đơn giản nhất cho đến những mẫu tủ hoành tráng như thế này. Tùy vào sở thích của mỗi quý khách hàng mà Sơn Đông sẽ thiết kế hoặc là làm ra những sản phẩm mà mọi người ưng ý nhất. Nếu như ai quan tâm thì có thể liên hệ đến em thông qua số hotline mà em ghim trên màn hình, hoặc đến ngay showroom số 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân để em hỗ trợ và tư vấn mình trực tiếp. Và bây giờ video sắp hết rồi, bye bye mọi người.